xin chào quý khách hàng thân yêu đã trở lại với kênh Hiền Toyota. Hôm nay em Khoi quay trở lại và cập nhật 3 bạn xe mới về tại Sa Lâm luôn. Và bây giờ mình sẽ quay tổng quan và chi tiết nhất 3 bạn xe cho quý khách hàng cùng xem nha. Rồi, bạn xe đầu tiên mình muốn giới thiệu là Ford Everest bản Titanium. Bạn này thì máy 2.2 máy dầu nha khách, bản full máy dầu. Giá rất là yêu thương nha, chỉ có hơn 700 triệu xíu thôi. Bạn này sản xuất 2016, mẫu 2017 nha. Giá bên mình đang chào bán là 735 triệu nha. Ngoại thất thì màu xám lông chuột nha khách. Bạn chủ lên rất là nhiều option luôn. Và đặc biệt là bạn này là bản full, rất nhiều tính năng nè. Đèn là có đèn full LED, bi projector full LED và giải LED định vị nha. Phía dưới là bạn này thì mâm bản full nè. Đây, mâm lớp nè còn khá là dày nha các khách. Đó, mâm là bản full. Xe chạy mới có hơn 100.000 cây xíu thôi nha. Có hơn 100.000 cây xíu thôi. Chất xe cực kỳ đẹp. Chuẩn cây số luôn nha các khách. Nhiều luôn. Đây. Vô lăng nè. Đó, vô lăng xe nè. Đó, rất là còn rất là mới nha các khách. Đó, cái chi tiết nút bấm nè, cruise control nè, ga tự động đầy đủ hết nha. Rồi, phía trước là màn hình zin nha, màn hình zin hay xe, màn hình Ford. Điều ngoài là các dùng độc lập đầy đủ nha khách. Các chi tiết nè, đó, chữ Everest và các chi tiết nhựa, cửa da trên xe còn rất là đẹp. Bạn này đặc biệt là ghế da nha, ghế da cao cấp luôn, ghế da nguyên bản hết nè. Đó, ghế xe còn khá là mới nha khách. Củ số nè. Bạn nào đang tìm một bạn máy dầu Ford Everest mà chỉ là loanh quanh tầm tiền 700 thôi, qua xem trực tiếp bạn này nhé. Mức giá rất hợp lý luôn nha khách, rất hợp lý luôn. Đây, ba hàng ghế ngồi rất là rộng rãi nha. Ford thì nhập chèn công nghệ rất là nhiều tính năng an toàn và đặc biệt là full túi khí nha. Đây, hàng ghế giữa rất là rộng rãi, cửa nẻo đóng rất là chắc nha khách, cực kỳ chắc luôn nha. Bạn này thì đi cũng rất là lợi dầu nha, cực kỳ lợi dầu luôn. Xe này thì biển số Sài Gòn nha, biển số Sài Gòn mình rút hồ sơ rất là lẹ nha. Đó, cốp là mở cấp điện luôn nha. Đây, cấp điện zin từ hãng luôn nha, rất là cao cấp nha. Mẫu này thì tồn tại từ cuối 2016 cho tới 2023 nha các. 2023 là đều một mẫu giống nhau hết nha. Các option là miên man luôn nha, vai dàn lạnh luôn đó, tất cả các dàn lạnh còn khá là mới nha. Chất xe rất là đẹp luôn, dàn gầm còn mới tinh nha, dàn gầm còn mới tinh. Đây, cốp điện zin theo xe nè. Đó, cốp mở điện nha, máy móc còn mới ken luôn nha khách. Bạn nào đang tìm Ford Everest mẫu 2017 nha, bản full titanium, qua xem trực tiếp bạn này. Giá chỉ có 738 triệu thôi, 738 triệu cho một bạn Ford Everest xe Mỹ cực kỳ cao cấp luôn. Rồi, bạn xe mình muốn giới thiệu nè, tiếp tục là Toyota Rush 1.5 2021, chạy mới có hơn 30.000 cây thôi, biển số tỉnh. Giá mình đang chào bán là 565 triệu. Màu bạc nhé, màu bạc nhìn rất là đẹp luôn. Bạn này nước sơn còn rất là liền lạc và chất xe rất là đẹp luôn nha. Chất xe còn rất là đẹp. Đây, đó, mâm nè, khá là mới luôn, khá là mới luôn nha. Ghế da nè, đó, ghế da, da còn rất là đẹp luôn nha. Chân nè, chân có bọc 5D cho khách hàng sẵn luôn rồi. Vô lăng nè, vô lăng của xe nè. Đó, màn hình là màn hình cao cấp nhất, chắc chắn mười mấy triệu nha, mấy triệu đi. Hộp số nè, đó, nhập chèn công nghệ luôn. Bạn này thì rất là phù hợp với các bạn gia đình nhỏ, mua đi tiết kiệm nhiên liệu hoặc là mua về chạy kinh doanh nha. Chạy kinh doanh là số 1 luôn. Bạn xe, những bạn xe này bên mình bán rất là chạy nha, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, nên quanh chỉ có 6,7 lít xăng thôi. Và đặc biệt 2021 thì có được hỗ trợ vay của tài chính Toyota nha, tài chính Toyota 5,16 năm và rất là lãi suất rất ưu đãi luôn nha các. Vay được 30%, được 70% giá trị xe, cái này bỏ ra 30% thôi. Đó, xe rất là đẹp. Rồi, một bạn xe kế tiếp mình muốn quay là Bắc 2021
2018 số sàn nha. Bạn này đang có khách coi luôn nè. Bạn này là Smart 2018, bản LT, bản full. Giá mình bán có 197 triệu thôi. 197 triệu, 60.000 cây nha. Chiếc xe rất là đẹp luôn. Đây, chiếc xe cực kỳ đẹp. Đó, mới về luôn, chưa có rửa luôn nha. Đó, mới vừa về là có khách qua coi luôn nè. Đây là để mình quay nội thất nha. Nội thất bạn chủ ốp xanh lên hết rồi nha. Đây, bạn chủ ốp xanh lên. Trần nằm trên đây đồ đầy đủ hết. Màn hình 10 inch, sẵn hết luôn. Vô lăng có số này, kiên luôn nha, chất xe cực kỳ đẹp. Không thiếu một cái gì hết nha. 2018 mà bạn này có thể đăng ký chạy Grab được nha. Mức giá tầm tiền khởi nghiệp rất là tốt nha, có 197 triệu à, mà chạy mới có 60.000 cây à, một chủ luôn. Chiếc xe rất là đẹp. Bạn này 2018 mẫu mới nha, mẫu 18, 19 mẫu mới của Chevrolet Spark này nha, chứ không phải là mẫu cũ đâu nha khách. Đây, đèn mới nè, đó, mâm mới nè, đó, phom dáng là phom dáng mới rồi nha, đời cuối cùng luôn. Nên cái máy bạn này cũng khác những cái máy đời trước nha. Đây, máy rất là to và cực kỳ là mạnh luôn. Máy rất là to, cực kỳ là mạnh nha. Đó, máy mới luôn rồi, đi rất là sướng. Rồi, Chevrolet Spark LT 2018, chạy 60.000, 197 triệu nha khách. Rồi, mình sẽ tổng quan nè. Đó, các bạn xem, ba bạn xem nha. Đó, rồi, quý khách hàng nào có nhu cầu á thì cứ tới trực tiếp địa chỉ là 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, liên hệ qua hai số điện thoại nha: 0901 777 888 và 909 08 6699 nha. Rồi, xin kính chúc khách hàng một ngày làm việc hiệu quả và đạt nhiều thành công trong công việc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.